xem đây đi. Sao tới cục cất chưa a trai? Clip e đưa chất lượng ca. Chất lượng cảnh ơi. Sang cho khi màn đêm xuống, nếu có thể quay về, anh sẽ không khiến chúng ta phải phôi. I'm sorry babe. Khi chính anh là một thằng cổ. Có những thứ anh phải quên, bầu trời kia dần u uất, đắm chìm mình vào men say. Vì lời nói không quan trọng, em nhận bao phần cay đắng. Anh có hạnh phúc nhưng không biết nắm lấy. Tình cảm dành cho anh xem như không thấy. Anh luôn có mọi thứ nhưng cố tỏ ra không may. Chuyện tình của chúng mình như một thước phim buồn, chỉ nhận lại đau thương và kết cục như ngày hôm nay. Chắc là do bản chất nên anh không được tốt, tạo cảm giác cô đơn bỏ quên em lúc đang bị sốt. Khi anh đã quên đi người con gái cần chăm nom, đôi khi thứ mà em luôn cần chỉ đơn giản là một cái ôm. Bộn bề xung quanh nên anh không toàn diện, luôn mang đến cho em bao rắc rối và muộn phiền. Nếu tình cảm chúng mình ví nó như một bản tình ca, thì đối với anh bản tình ca không hoàn thiện. Đối diện sự thật khiến anh thêm lười nhác, tổn thương anh gây ra xin lỗi em vì những mất mát. Khi ta bên nhau hạnh phúc tựa miên man, đã chấp nhận hiện tại và chúc hạnh phúc bên người khác. Màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng trở nên ma mị. Trong căn phòng tối, kẻ say men trở thành vô tri. Ngày anh đánh mất em, anh nhận thức được một điều rằng, khi văn vật đã dần thay đổi, lời xin lỗi không còn giá trị. Cảm ơn Nguyễn Hát Bình nha. Đâu anh chìm sâu trong ngày dài, lại tính đến ngày sau, sống ta vào tương lai, luôn làm xong mọi thứ cho vui mây và miệt mài. Bây giờ văn đã hết, chắc có sẽ anh thở dài. Thì bà tính anh, bên mình thì bà bao nhiêu người rapper thế à? Xem đây đi. Nhớ em đến muôn lần, và những suy tư giờ thông suốt, sáng cho đến đêm dần. Bên nhau là điều anh mong muốn, nếu có thể quay về, anh sẽ không khiến chúng ta phải phôi. I'm sorry babe. Khi chính anh là một thằng cổ. Cảm ơn đầu dòng ước kem nha. Hết rồi à? Cái giọng của em á, cái giọng của em nó kiểu mà gọi là, nó hơi có một chút mà gọi là, kiểu như là sao ta, manly á em. Kiểu mà giọng mà cái vocal nó được, vocal này em hát cái gọi là cái rap lớp này nghe cảm giác nó gọi là nó không hay. Em được mà em chuyển qua gọi là trap đi em. Em gọi là chuyển qua được mà nó giật giật chút xíu, nó ngầu ngầu xíu, được mà mày gần thêm một xíu giọng xíu là được mà mày nó cũng nghe được đó. Nói chung là viết lyric là cũng có gọi cái gì đó là để nghe đó em. Cảm ơn Thông nha. Nhưng mà không hợp, em cảm giác như không hợp với kiểu cái rap lớp này cho lắm.